Sáng ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga với Nguyễn Đức Thị Dung về việc lừa đảo ông Cao Toàn Mỹ thông qua hành vi gian dối mua nhà giá rẻ. Ngay đầu phiên tòa, luật sư của ông Cao Toàn Mỹ đề nghị được chất vấn bị cáo Phương Nga về việc thuê xã hội đen để dằn mặt ông Mỹ. Cáo trả lời cho xét xử biết là bị cáo có mâu thuẫn gì với đại lữ Minh Nghĩa không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, xin hội đồng xét xử cho bị cáo trả lời một câu hỏi trước, câu hỏi liên quan đến xã hội đen. Bị cáo bị anh Cao Toàn Mỹ đe dọa rất nhiều lần, trực tiếp cũng có, gián tiếp cũng có, bản thân anh Mỹ đích thân đe dọa cũng có, mà người khác gọi điện đe dọa bị cáo cũng có, và bị cáo rất là sợ. Bị cáo không nghĩ đến chuyện là có thể trình báo công an để được bảo vệ, nhưng bị cáo nghĩ rằng là công an không thể bảo vệ bị cáo không được. Sau đó thì bị cáo bảo vệ và nói chuyện với chị Tư Duy. Bị cáo hỏi chị Tư Duy là anh có biết không? Nếu như bên nghi ngờ xã hội đen thì bên mình có, người ta có thể nói chuyện với nhau và không xảy ra.